Việc ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành cộng thêm tình hình thị trường bất động sản cũng như chứng khoán gần như đứng im khiến dòng tiền đầu tư thay đổi tương đối nhiều trong thời gian vừa qua. Câu hỏi dòng tiền chảy về đâu vừa dễ nhưng cũng rất khó trả lời khi mà bài toán tài chính cần sự vững vàng về tâm lý vượt qua giai đoạn thị trường trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp. Những bộ hồ sơ này của một nhà đầu tư bất động sản phân khúc nhà ở riêng lẻ. Tại thời điểm thị trường thanh khoản kém, lãi suất ngân hàng tăng cao, người này lại quay lại với phân khúc được cho là đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng ở thực, như diện tích vừa phải, giá cả không quá 5 tỷ đồng, pháp lý rõ ràng. Đối với nhà đầu tư cá nhân, khi thị trường đi xuống, việc hạn chế sử dụng đòn bẩy không ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh lời của dòng tiền nếu cân nhắc thị trường một cách kỹ càng. Hiện tại thì Fed tăng lãi suất nên là cái tiền gửi của ngân hàng cũng cao lên. Thì là trong thời gian 1-2 tuần trở lại đây thì ngân hàng ở bên em thì cũng rất là nhiều khách đã sử dụng cái đồng tiền để họ sẽ gửi tiết kiệm. Trong vòng 1-2 tuần thì cái số người gửi tiết kiệm nó cao hơn mọi khi. Ý là nó mọi người thường xuyên là vào ngân hàng mà gửi tiết kiệm, ngoài hình thức tiết kiệm giấy thì nó cũng là hình thức tiết kiệm online nữa. Nên là hiện tại là đang các khách hàng hiện tại là đang lại chuyển hướng sang tiết kiệm. Tại vì là hiện tại là tình hình về chứng khoán hay là bất động sản nó cũng hơi chững lại ấy. Nên là cái dòng tiền của họ sẽ họ tích lũy nhiều hơn và họ gửi vào tiết kiệm. Bên cạnh việc đầu tư vào các sản phẩm bất động sản, một kênh được coi là nơi trú ẩn an toàn, tuy nhiên chỉ dành cho những nhà đầu tư có thực lực. Nhiều nhà đầu tư đã chọn chính các ngân hàng làm nơi trú ẩn khi lãi suất tăng lên. Thay vì lao vào thị trường, người ta lựa chọn phương án ít rủi ro hơn mà vẫn mang lại lợi nhuận. Với cái mức lãi suất như thế, tôi sẽ vẫn đầu tư bất động sản. Và đương nhiên sẽ chọn lựa những cái sản phẩm về bất động sản nó có tính thanh khoản nó cao hơn. Ví dụ như là đầu tư những cái miếng đất nó nhỏ nhỏ thì nó sẽ có thanh khoản cao hơn. Còn đương nhiên đầu tư lớn thì mình lãi nhiều nhưng vấn đề nó sẽ rủi ro. Đấy, cái đầu tư về dưới 5 tỷ thì tôi nghĩ là nó vẫn là hợp lý. Tại vì những nhà buôn thì vẫn đang đợi chờ một thị trường mới. Còn đương nhiên là gửi ngân hàng là một cái gì đó nó có độ an toàn thì cực kỳ cao rồi, bởi vì là không có rủi ro. Chắc chắn là một lựa chọn quan trọng. Bởi vì sao? Bởi lãi suất tăng. Thứ hai là cái độ an toàn thì nó cao. Thứ ba là thanh khoản thì quá là tốt nhất trên thị trường. Đấy, và cái nữa nó cũng đáp ứng cái chia sẻ rủi ro. Thế nhưng mà tùy thuộc vào thanh khoản, phụ thuộc vào khẩu vị, chấp nhận rủi ro đến đâu, năng lực quản trị rủi ro đến đâu. Theo các chuyên gia, dòng tiền của nhà đầu tư riêng lẻ thời điểm này nên ưu tiên yếu tố an toàn lên hàng đầu. Ngân hàng trong trường mực nào đó vẫn là một kênh trú ẩn hợp lý ở những thời điểm thị trường diễn biến khó lường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các chuyên gia vẫn kỳ vọng thị trường sẽ có nhịp phục hồi khi chiết khấu đầy đủ các thông tin xấu mang tính thời điểm. Nhóm cổ phiếu phòng thủ được quan tâm như bảo hiểm, tiện ích, bất động sản khu công nghiệp, bán lẻ, đầu tư công. Trong trung hạn, xu hướng kiên định tăng lãi suất nhanh để kiềm chế lạm phát trên thế giới vẫn sẽ gây sức ép tới Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, việc ưu tiên ổn định vĩ mô đồng nghĩa với những tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán. Tương tự với thị trường bất động sản, việc lãi suất ngân hàng tăng mạnh chắc chắn ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của thị trường. Dòng tiền chảy vào ngân hàng tạm thời lớn hơn so với các kênh khác, nhưng điều này chắc chắn chỉ diễn ra trong một thời gian không dài. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, một khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng lại không hề mới ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều quốc gia đã có chiến lược rõ ràng, thực tế đối với sự phát triển điện ảnh thông qua quỹ. Đây cũng chính là tiềm năng để phát triển kinh tế và văn hóa. Tuy nhiên, theo dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh 2022, nguồn của quỹ sẽ được trích từ doanh thu của các phim chiếu rạp. Xung quanh câu chuyện này đã có những ý kiến không đồng tình. Mới đây, bà Ngô Thị Bích Hiền, Phó Tổng Giám đốc công ty BHD, cho biết sau đại dịch, các rạp phim vẫn trong tình trạng khó khăn. Nếu nguồn ngân sách của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh vẫn quyết định trích 3% từ doanh thu bán vé của các phim nhập khẩu chiếu rạp tại Việt Nam thì rất khó. Do vậy, công ty BHD xin nhà nước cho phép chưa thể đóng góp cho quỹ, dù rất mong muốn điện ảnh Việt có một quỹ hỗ trợ thúc đẩy phát triển chung. Trước đó, luật điện ảnh 2022 quy định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Các nguồn của quỹ dự kiến là nhà nước hỗ trợ vốn ban đầu khi mới thành lập từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn thu nhập hợp pháp khác.
trích 3% từ doanh thu bán vé của các phim nhập khẩu chiếu rạp Việt Nam, 3% từ phí thẩm định và phân loại phim, 1% từ thuê bao của phim phổ biến xuyên biên giới, 0,05% tiền thuê bao của truyền hình trả tiền, 0,5% doanh thu từ hoạt động quảng cáo trong chương trình phim chiếu trên truyền hình, 5% phí hậu kiểm. Từ đầu năm đến nay, nhiều hãng bia lần lượt tăng giá cả sản phẩm từ 3 đến 10% do nguyên liệu tăng giá và các chi phí sản xuất đắt đỏ do ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng toàn cầu. Tình trạng này không chỉ ở riêng Việt Nam mà đã diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. Và từ tháng 10 năm 2022 sẽ tiếp tục có thêm một đợt tăng giá nữa. Công ty bia Sài Gòn Sabeco vừa có thông báo gửi các đại lý về việc tăng giá bán. Cụ thể, từ ngày 3 tháng 10, Sabeco sẽ điều chỉnh giá bán các sản phẩm trên toàn quốc. Mức tăng chưa được công bố, nhưng trước ngày 1 tháng 10, các đại lý chỉ được mua tối đa theo số lượng đã được phân bố. Hồi cuối tháng 3, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Habeco, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu bia Hà Nội, bia hơi Hà Nội, Trúc Bạch, thông báo điều chỉnh giá các loại bia hơi từ ngày 10 tháng 4. Cụ thể, bia hơi 30 đến 50 lít tăng thêm 1.001 đồng một lít. Bia hơi 1 lít, tức sách 6 chai, tăng thêm 7.062 đồng một lít. Theo khảo sát, giá bán lẻ bia ở siêu thị và cửa hàng tạp hóa chênh lệch nhau từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam cho biết, đặc thù của ngành bia là nguyên liệu phụ thuộc vào nhập khẩu. Các nguyên liệu chính như mốt, hoa hublon phải nhập 100%, hiện đã tăng giá 40-50% do thiếu nguồn cung, chi phí logistics tăng 20-30%. Bên cạnh đó, Hiệp hội Thương mại các nhà sản xuất bia châu Âu ghi nhận mức giá vỏ bia đắt hơn 70% so với thời điểm trước xung đột Ukraine. Theo ước tính, Heineken, tập đoàn sản xuất bia lớn thứ hai thế giới, đã tăng giá trung bình 8,9% trong nửa đầu năm nay. Trong khi AB InBev, nhà sản xuất các loại bia như Budweiser và Corona, cũng đã tăng giá 8%. Khảo sát ý kiến một số đại lý bán lẻ trong nước, giá bia đã tăng rất nhiều lần trong năm nay. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh rất lớn giữa các điểm bán và người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, mức lợi nhuận đối với các loại bia cũng rất thấp. Dù là người sử dụng siêu xe Rolls-Royce, nhưng trong văn bản thu giữ tài sản để thu hồi nợ của ngân hàng, bất ngờ thay, siêu xe lại chẳng do ông Trịnh Văn Quyết đứng tên. Ngày 15 tháng 9, BIDV Quy Nhơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lần 2 đối với chiếc siêu xe Rolls-Royce. Được biết, đây là chiếc siêu xe mạ vàng có tên Rolls-Royce Ghost, được sản xuất tại Anh năm 2011, lần đầu xuất hiện ở Việt Nam năm 2013 và đăng ký biển số vào giữa năm 2018. Trước khi bị bắt, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC là người thường xuyên sử dụng siêu xe này. Theo thông tin trên báo chí, chiếc xe trên được ông Trịnh Văn Quyết mua với giá 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 của BIDV, chiếc xe Rolls-Royce là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Pharos. Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes là bên bảo đảm cho khoản vay. Bên cạnh hợp đồng tín dụng ký giữa FLC Pharos và BIDV Quy Nhơn, còn có hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng ủy quyền tài sản cùng mang số 01/2018 ngày 20 tháng 6 năm 2018 giữa FLC Homes và BIDV Quy Nhơn. Theo thông tin từ Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm, Bộ Tư pháp, siêu xe trên do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes thế chấp cho ngân hàng. Với các văn bản từ ngân hàng và Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm, bên sở hữu chiếc siêu xe rất có thể là FLC Homes. Khoản vay của FLC Pharos đã phát sinh nợ quá hạn từ ngày 21 tháng 2 năm 2022 tại BIDV Quy Nhơn với tổng số tiền gốc, lãi và phí phạt phát sinh đến ngày 9 tháng 8 năm 2022 là gần 186 tỷ đồng. Trong đó nợ gốc là 177 tỷ đồng, lãi cộng phí chậm trả là gần 9 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã nhiều lần thông báo nợ quá hạn, tuy nhiên bên vay và bên bảo đảm vẫn không tự nguyện trả nợ ngân hàng. Vì vậy, ngày 10 tháng 8 vừa qua, BIDV thông báo tới bên bảo đảm là FLC Homes về việc tổ chức thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi cho khoản nợ của bên vay là FLC Pharos tại BIDV. Địa điểm thu giữ tại 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây cũng là trụ sở của tập đoàn FLC và Bamboo Airways. Theo quy trình xử lý tài sản đảm bảo, sau khi thu giữ tài sản, ngân hàng sẽ sử dụng kết quả định giá của tổ chức thẩm định giá, từ đó có căn cứ xác định giá khởi điểm cho phiên đấu giá. Tổ chức bán đấu giá sẽ do BIDV Quy Nhơn chỉ định sau khi được lựa chọn.
Truyền thông Trung Quốc dẫn lời chuyên gia nước này đánh giá tài sản bằng đồng nhân dân tệ đang được ưa chuộng trên thị trường Nga khi thương mại song phương đang trên đà tăng mạnh. Nhận xét này đang được đưa ra sau dự đoán của sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất nước Nga về việc khối lượng giao dịch giữa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rúp của Nga sẽ vượt qua đồng đô la Mỹ trong năm tới. Ông Lý Tân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Á-Âu tại Học viện Chính trị và Pháp luật Thượng Hải, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm qua ngày 29 tháng 9 cho rằng, đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ đứng đầu, Nga đã cắt giảm việc sử dụng đồng đô la Mỹ và đồng euro, đồng thời tăng cường thanh toán bằng nội tệ trong các hoạt động ngoại thương. Nước này không chỉ tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao thương ngày càng tăng với Trung Quốc, mà còn bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán thương mại với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Ấn Độ. Ngoài việc thanh toán giao dịch, một số doanh nghiệp lớn của Nga cũng bắt đầu phát hành trái phiếu định giá bằng đồng nhân dân tệ. Trong khi đó, dữ liệu từ Sở Giao dịch Moscow cho thấy, trong tháng 8, kim ngạch giao dịch giữa đồng nhân dân tệ và đồng rúp đã đạt hơn 6,9 tỷ rúp, tương đương 118 triệu đô la Mỹ, cao hơn 61 lần so với tháng 12 năm ngoái. Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất của Nga này dự đoán, khối lượng giao dịch giữa đồng nhân dân tệ và đồng rúp sẽ vượt qua khối lượng giao dịch giữa đồng đô la Mỹ và đồng rúp trong năm tới, khi Nga tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc trước các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Những năm gần đây, Trung Quốc và Nga không ngừng tăng cường hợp tác kinh tế thương mại. Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Nga 12 năm liên tiếp. 8 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 117 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Theo các chuyên gia, dự kiến thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc sẽ đạt mức cao mới trong năm nay. Cũng liên quan đến đất nước tỷ dân, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm Ngân hàng Trung Quốc mới đây đã quyết định điều chỉnh chính sách tín dụng nhà ở khác biệt theo từng giai đoạn, cho phép chính quyền các thành phố có giá nhà tiếp tục giảm trong quý 3 được tự quyết định duy trì, giảm hoặc hủy bỏ giới hạn lãi suất cho vay mua nhà đầu tiên mới của địa phương vào trước cuối năm nay nhằm phục hồi thị trường nhà ở thành phố. Theo thông báo trên trang web chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 29 tháng 9, việc áp dụng chính sách này có lợi cho việc sử dụng tốt các công cụ chính sách nhằm hỗ trợ việc thực thi các chính sách của các chính quyền thành phố và thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh của thị trường bất động sản Trung Quốc. Trong phạm vi chính sách của địa phương, ngân hàng và khách hàng có thể thỏa thuận và xác định mức lãi suất cụ thể đối với các khoản cho vay mua nhà mới lần đầu. Điều này sẽ giúp giảm chi phí lãi vay của người dân và hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu nhà ở. Trong một thông báo chung, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm Ngân hàng Trung Quốc cho biết, để tuân thủ nhà ở là để ở, không phải đầu cơ, thực hiện cơ chế dài hạn cho bất động sản và để sử dụng đầy đủ công cụ chính sách cho các chính sách cụ thể của thành phố, hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu nhà ở và thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh của thị trường bất động sản. Các cơ quan này quyết định điều chỉnh chính sách tín dụng nhà ở, phân biệt theo từng giai đoạn trên cơ sở các sắp xếp có liên quan của Quốc vụ viện Trung Quốc. Thông báo nêu rõ, chính sách này nhằm vào các thành phố nơi giá bán của các tòa nhà dân cư thương mại mới xây dựng từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay tiếp tục giảm so với tháng trước và năm trước, nới lỏng theo giai đoạn các hạn chế lãi suất các khoản vay mua nhà cá nhân thương mại đối với nhà ở đầu tiên, lãi suất cho vay mua nhà cá nhân thương mại đối với căn thứ hai được thực hiện theo quy định hiện hành. Thị trường bất động sản của Trung Quốc lao dốc mạnh từ năm ngoái và từ tháng 7, chính sách cho vay mua nhà đã bị thắt chặt. Và mùa mua bán nhà năm nay của thị trường bất động sản truyền thống vẫn không có sự cải thiện đáng kể. Trước đó, Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm Ngân hàng Trung Quốc cùng với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã thiết lập một khoản vay đặc biệt để bảo đảm giao nhà nhằm tích cực thúc đẩy bảo đảm giao nhà và ổn định cuộc sống cho người dân. Tại cuộc họp thường kỳ quý của Ủy ban Chính sách Tiền tệ ngày 23 tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng nhấn mạnh phải đẩy nhanh việc sử dụng các khoản vay đặc biệt để bảo đảm giao nhà, hướng dẫn các ngân hàng thương mại cung cấp các gói hỗ trợ tài chính bảo đảm lợi ích hợp pháp của người mua nhà, hỗ trợ nhu cầu nhà ở, thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường bất động sản. Mới đây, App Store đã gỡ bỏ ứng dụng Contacte của hãng công nghệ VK. Đây là mạng xã hội có tới hơn 75 triệu người dùng hàng tháng tại Nga. Cơ quan quản lý truyền thông Nga đã yêu cầu Apple giải thích sau động thái này. Mới đây, App Store đã gỡ bỏ ứng dụng Contacte của hãng công nghệ VK. Đây là mạng xã hội có tới hơn 75 triệu người dùng hàng tháng tại Nga. Cùng với dịch vụ email mail.ru, Contacte được cài sẵn trên các thiết bị di động bán ra tại quốc gia này. Căng thẳng giữa Nga và các doanh nghiệp công nghệ phương Tây leo thang kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa quốc gia này với Ukraine. Điển hình là việc Roskomnadzor
đã phạt nhiều công ty công nghệ do vi phạm quy định lưu trữ dữ liệu và không xóa bỏ nội dung mà Nga cho là bất hợp pháp. Theo Roskomnadzor, hành động của Apple đã cản trở hàng triệu người dùng Nga truy cập các ứng dụng của VK. Do đó, cơ quan này yêu cầu giải thích về quyết định gỡ bỏ ứng dụng của Apple. Trước đó, Táo Khuyết từng khẳng định việc tuân thủ quy định tại các nước hoạt động và áp dụng của VK được phân phối bởi một hay nhiều bên đã bị chính phủ Anh cấm vận. Do đó, ứng dụng không thể tải về từ App Store dù người dùng ở bất cứ đâu. Apple cũng hủy bỏ tài khoản nhà phát triển gắn với ứng dụng. Kim chi cải thảo được xem là món ăn kèm không thể thiếu tại Hàn Quốc. Song ngành sản xuất kim chi của nước này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tình trạng thiếu hụt nguồn cung cải thảo và giá nguyên liệu bị tăng mạnh trong năm nay. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách chính phủ Hàn Quốc đã làm để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Khủng hoảng kim chi ở Hàn Quốc bắt nguồn từ nguyên nhân lạm phát, khiến giá thực phẩm tăng vọt. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh cũng gặp khó khăn do giá thành của các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc rẻ hơn đáng kể. Ông An Ik-jin, giám đốc điều hành của công ty sản xuất kim chi Chang'eon Organic, một trong những đơn vị đang gặp khó khăn trong khâu thu mua cải thảo do giá quá cao, cho biết các kho lưu trữ tại nhà máy đều đang trống rỗng. Công ty đã phải tìm đến cả những nguồn cung cải thảo kém chất lượng hơn mới có thể tiếp tục sản xuất. Tuy nhiên, vẫn phải tăng giá kim chi lên thêm 2/3, tức thêm 5.000 won, tương đương 3,5 đô la Mỹ một cân. Hàn Quốc đã chuyển sang khí hậu cận nhiệt đới, gây ra chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, gây hại cho cải thảo vào mùa xuân. Các loại cải thảo từ tháng 5 đến tháng 6 đã bị hư hại và ảnh hưởng kéo dài đến cả tháng 7 và tháng 8. Chúng tôi thường sản xuất 15 tấn kim chi mỗi ngày, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ sản xuất được 10 tấn hoặc thậm chí ít hơn. Để giải quyết tình hình, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch xây dựng hai cơ sở lưu trữ cải thảo lớn vào năm 2025, có diện tích 9.900 m², tương đương kích thước của 3 sân bóng đá, tại các khu vực nông thôn ở vùng Gosam và Henam, với số vốn đầu tư lên tới 58 tỷ won, tương đương 40 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đang lên kế hoạch đầu tư 58 tỷ won vào việc xây dựng hai cơ sở cung cấp nguyên liệu làm kim chi trong nước để giúp các doanh nghiệp nhỏ sản xuất kim chi giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cải thảo và không gian dự trữ. Dự án xây dựng kho dự trữ có thể giúp lưu trữ đến 10.000 tấn cải thảo và mỗi cơ sở có thể sản xuất 50 tấn cải thảo muối. Ngành công nghiệp kim chi nội địa của Hàn Quốc đã rơi vào tình trạng trượt dốc trong một thời gian khá dài. Kim chi nhập khẩu từ Trung Quốc thường có giá bằng khoảng 1/3 kim chi sản xuất trong nước, đã chiếm 40% thị trường nội địa. Thêm vào đó, tình trạng cải thảo mất mùa trong những năm gần đây cũng là nguyên nhân khiến ngành công nghiệp kim chi trong nước của Hàn Quốc suy yếu. Theo báo cáo của Korea Rating and Data, năm ngoái, gần 500 trong tổng số 1.000 nhà sản xuất kim chi của Hàn Quốc đã phải đóng cửa vĩnh viễn, đóng cửa tạm thời hoặc báo cáo doanh thu bằng không. Sự thiếu hụt cải thảo ở Hàn Quốc được cảnh báo cũng sẽ gây ảnh hưởng đến truyền thống kim jang, tức việc làm kim chi và chia sẻ kim chi giữa các gia đình và bạn bè, thường được thực hiện chủ yếu vào tháng 11 hàng năm. Tôi thường tự làm kim chi, nhưng chi phí nguyên liệu đã đội lên rất nhiều. Không có sự khác biệt lắm về giá thành của kim chi tự làm và kim chi bán sẵn. Thế nên hôm nay tôi mua những gói kim chi này. Có vẻ giá nguyên liệu đã tăng 20-30% so với trước đây. Nguồn cung và nhu cầu về cải thảo gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bão và biến đổi khí hậu, khiến giá cải thảo tăng cao. Đó là lý do tại sao mọi người ưa chuộng kim chi đóng gói sẵn hơn và doanh số bán kim chi đóng gói đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kế hoạch xây kho dự trữ cải thảo của chính phủ, các nhà sản xuất kim chi Hàn Quốc đang hy vọng ít nhất sẽ giữ vững được chỗ đứng trên thị trường làm ra món ăn truyền thống nổi tiếng thế giới này. Thưa quý vị, lãi suất ngân hàng tăng cao cộng thêm sự kỳ vọng không đạt ngưỡng mong đợi khiến cho tâm lý của nhà đầu tư ít nhiều bị lung lay. Đó có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến chỉ số VN Index giảm điểm liên tiếp trong mấy ngày qua. Thị trường cổ phiếu đảo chiều vào cuối ngày 29 tháng 9, giảm phiên thứ 5 liên tiếp, khiến cho chỉ số VN Index về dưới ngưỡng 1.130 điểm, mức thấp nhất trong 19 tháng qua và xuyên qua đáy tháng 7, vốn được xem là thành trì của xu hướng điều chỉnh hiện tại. Thanh khoản xuống thấp, thị trường bấp bênh. Theo các chuyên gia, ở đây có một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhà đầu tư cá nhân rời thị trường.
Đầu tiên đó là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất, dẫn đến một loạt các hành động tiếp theo của ngân hàng nhà nước. Các nhà đầu tư tài chính cá nhân bị ảnh hưởng bởi tâm lý cũng như viễn cảnh không mấy sáng sủa của thị trường làm lung lay. Hơn nữa, nếu làm phép so sánh, đầu tư chứng khoán rủi ro hơn gửi tiền ngân hàng, trong khi lãi suất tiền gửi không thấp hơn so với lợi nhuận dự kiến nếu đầu tư vào chứng khoán. Tôi thấy là cái mức giảm như này thì nó cũng phản ánh rất là thực tế thôi. Ví dụ bây giờ mình cứ lấy là cái mặt bằng lãi suất tiết kiệm đi. Trước đây, ví dụ cách đây khoảng độ một năm, nó rơi vào tầm độ khoảng 5,6% một năm. Bây giờ nó đã, anh có biết là có lúc nó lên đến mức 8,5% rồi. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tương quan, ví dụ như trên thị trường chứng khoán thì nó có một cái hệ số gọi là B/E. Thì nếu mình nghịch đảo cái đó lại thì nó chính là gọi là cái earning yield, tức là cái lợi suất trên đầu tư của tài sản cổ phiếu. Thì bây giờ nếu mình nghịch đảo lại cái hệ số B hiện tại nó rơi vào tầm đâu đó cũng quanh mức 12. Thì nếu nghịch đảo lại thì nó cũng rơi vào tầm sắp xỉ là mức 8%. Đấy, thì tôi nghĩ là thực tế là cái việc giảm gần đây là nó phản ánh cái thực tế là mặt bằng lãi suất đã lên tương đối nhanh trong thời gian gần đây. Có rất là nhiều cái lý do dẫn đến cái chỉ số Việt Nam Index vừa qua giảm mạnh. Đầu tiên đấy là cái bối cảnh về vĩ mô. Trong đó thì từ cái câu chuyện là Fed tăng lãi suất dẫn đến là các làn sóng tăng lãi suất ở các nước, trong đó có Việt Nam, nó dẫn đến là cái xu hướng toàn cầu là giảm và nhà đầu tư lo lắng về cái điều này, dẫn đến là xu hướng bán chủ đạo trên thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có Việt Nam cũng không đi ngoài xu hướng. Đấy là cái lý do về cái vĩ mô. Tuy nhiên thì thực tế thì một trong những cái mà nhà đầu tư lo ngại nhất là không biết bao giờ nó mới kết thúc, dẫn đến là cái dòng tiền mà người ta không dám vào mà bắt cổ phiếu, làm cho cái giá cổ phiếu mà khi có cái lực bán thì nó sẽ giảm rất là mạnh. Ngoài ra thì cũng phải nói thật một cái điều rằng là Việt Nam mình thì tốt hơn thế giới, đấy là cá nhân thao nhìn nhận là như vậy. Nhưng mà nhà đầu tư trong nước thì lại không có đủ cái trình độ kiến thức để nhận thức rằng là đâu là cổ phiếu tốt và đâu là cổ phiếu xấu, dẫn đến là gì, cứ lên thì mua theo và xuống thì bán, và bán thì không cần biết là ngày mai nó như thế nào. Tới hôm nay 30 tháng 9, thị trường đã có phiên phục hồi với thanh khoản khá cao, cho thấy thị trường đã đảo chiều thành công, sắc xanh lan tỏa, phần nào cởi bỏ tâm lý tiêu cực của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc Fed và nhiều ngân hàng trung ương dự báo tiếp tục tăng lãi suất trong giai đoạn tới, đặc biệt là việc kiểm soát tỷ giá đồng Việt Nam như thế nào, sẽ còn tiếp tục tác động đến tâm lý của nhà đầu tư và qua đó tác động đến khả năng hồi phục của thị trường chứng khoán. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Camimex Group, thủy sản Camimex, mã chứng khoán CMX. Cụ thể, CMX bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 310 triệu đồng do vi phạm các lỗi, công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, giải tỏa số tiền thu được trước thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả, vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả thanh tra 7 nhà mạng Viettel, VNPT, Mobifone, Vietnam Mobile, Mobicast, iTel và G-Mobile với mức phạt hơn 1,15 tỷ đồng. Cụ thể, các doanh nghiệp đã bán SIM được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước, chấp nhận đăng ký thông tin thuê bao bên ngoài điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, quản lý chưa chặt chẽ dẫn tới vẫn còn tình trạng thông tin thuê bao không chính xác, không đầy đủ theo quy định. Cá nhân đăng ký rất nhiều SIM, cá biệt một số cá nhân đăng ký tới hàng ngàn SIM. Đây là một trong các nguyên nhân của tình trạng sử dụng SIM không chính chủ. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về việc kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp xăng dầu tại huyện Ngọc Hiển và xử phạt 25 triệu đồng vì bán giá cao hơn so với thương nhân đầu mối quy định. Cụ thể, dầu diesel loại 0,05S giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định là 24.540 đồng một lít, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu VD bán cho người tiêu dùng với giá 25.870 đồng một lít, cao hơn giá quy định 1.330 đồng một lít. Tổng số lượng dầu diesel công ty này đã bán ra cho người tiêu dùng với giá cao hơn là hơn 400 lít. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, sau mấy ngày vận hành thu phí thử nghiệm không thu tiền từ 13 giờ ngày 25 tháng 9, ngoài một vài sự cố như xe chạy nhanh tông vào barrier, các phương tiện húc đuôi nhau, cơ bản dự án hoạt động ổn định. Được sự thống nhất của các đơn vị liên quan của tỉnh Tiền Giang và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dự án BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại kể từ 7 giờ ngày 7 tháng 10.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận di rời hai điểm thuộc di tích lịch sử vụ thảm sát Bình An trên địa bàn xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn bị ảnh hưởng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, tỉnh Bình Định sẽ chọn hai khu đất gần với hai điểm di tích trên thuộc thôn An Vinh 2, xã Tây Vinh nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ cao tốc Bắc Nam để di rời, cất bốc, an táng các hài cốt liệt sĩ, người dân tại hai điểm di tích vườn nhà bà Huỳnh Thị Bốn và di tích vườn nhà ông Phan Văn Phúc đến vị trí mới. Tại đây sẽ xây dựng lại các phần mộ và hai bia di tích mới theo đúng mẫu bia di tích hiện tại. Phiên giao dịch cuối tuần 30 tháng 9 tiếp tục ghi nhận đà giảm điểm mạnh trong phiên sáng. Tuy nhiên, đến chiều, dòng tiền bắt đáy tham gia mạnh mẽ, từ đó tạo lực đỡ quan trọng và lan tỏa sắc xanh, qua đó giúp thị trường ngược dòng ngoạn mục tăng hơn 6 điểm về cuối phiên. Nhóm Blue Chip sau những phiên liên tiếp bị bán mạnh, đến phiên hôm nay cổ phiếu đã có sự hồi phục khá tích cực. Nhóm vốn hóa lớn là ngân hàng thu hút dòng tiền tham gia mạnh mẽ trong phiên chiều, qua đó giúp cổ phiếu như BID, CTG, MBB, STB, v.v. ngược dòng tăng điểm với mức tăng từ 0,4 đến 2,7%. Ngược lại, VCB, TCB, MFB, VIB lại có diễn biến có phần kém tích cực hơn. Áp lực bán ATC khiến cổ phiếu trên quay đầu giảm điểm từ 0,7 đến 1,5%. Trong khi đó, nhóm chứng khoán chứng kiến đà ngược dòng tăng điểm ấn tượng nhất cũng là nhóm dẫn dắt đà phục hồi trong phiên hôm nay. Bên cạnh đó, sắc xanh cũng ghi nhận tại một số cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như bán lẻ với PET, DGW, VRE, FRT tăng đến 3,2%. Thủy sản với VHC, ANV. Hay phân bón với DCM, DPM, BSC tăng đến 4%, qua đó giúp thị trường thêm phần sôi động cũng như phần nào cởi bỏ tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư. Ở diễn biến khác, nhóm bất động sản xây dựng cho thấy diễn biến có phân hóa tại các lớp cổ phiếu. Kết phiên VN Index tăng 6,04 điểm lên 1.132,11 điểm. HNX Index tăng 0,84 điểm lên 250,25 điểm. Upcom Index giảm 0,26 điểm xuống 84,96 điểm. Khối lượng giao dịch cả ba sàn đạt hơn 19.000 tỷ đồng, trong đó khối lượng giao dịch tương ứng trên HOSE là hơn 17.135 tỷ đồng. Khối ngoại mua dòng 159,66 tỷ đồng trên HOSE, nổi bật mua DGC, KBC, DPM, v.v.